Nhằm tạo động lực thúc đẩy tinh thần lập thân lập nghiệp cho thế hệ trẻ, mới đây huyện Nam Giang tổ chức chương trình giao lưu tọa đàm giữa doanh nhân và học sinh, đoàn viên thanh niên của địa phương, góp phần truyền cảm hứng thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên vùng cao. Tại chương trình, doanh nhân người Quảng trong chương trình Sách Tanh Việt Nam Lê Hùng Anh đã chia sẻ những bài học, trải nghiệm thực tế mà bản thân rút ra được trên hành trình khởi nghiệp của mình, đưa ra những lời khuyên cũng như giải đáp các thắc mắc của các bạn học sinh, đoàn viên thanh niên của huyện Nam Giang về khởi nghiệp. Vị doanh nhân quê hương Tam Kỳ cho rằng nhân tố quan trọng nhất quyết định thành công vẫn là bản thân mỗi người. Chính sự nhiệt huyết cùng lòng quyết tâm lớn sẽ giúp người trẻ phát triển được bản thân dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tụi em có thể tự ti về cái kiến thức của mình, cái chuyên môn của mình cũng như những khó khăn về địa lý. Nhưng theo tôi đây là cái trở ngại nhỏ thôi. Nếu chúng ta biết có một cái lòng quyết tâm lớn, biết tận dụng mọi thứ để kết nối và chia sẻ kiến thức với nhau và ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, thì tôi tin rằng cho dù mình sống ở nơi nào, trên bất cứ trên thế giới, bất cứ huyện thị nào, những cái những vùng quê nào thì đều có cơ hội ngang nhau, vẫn có cơ hội ngang nhau để mà phát triển bản thân và lập nghiệp cũng như khởi nghiệp và làm việc trên chính quê hương của mình. Mặc dù là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng theo ông Lê Hùng Anh, với sự phát triển của công nghệ thông tin hiện nay, các bạn trẻ vùng cao có điều kiện để dễ dàng tiếp cận được kho tàng tri thức nhân loại. Đó là cầu nối quan trọng, xóa đi khoảng cách giàu nghèo, khoảng cách về kiến thức ở tất cả vùng miền. Những câu chuyện truyền cảm hứng được chia sẻ từ trải nghiệm của nhà sáng lập tập đoàn Bing Group góp phần giúp các bạn học sinh, đoàn viên Nam Giang có thêm kiến thức lựa chọn định hướng tương lai. Bản thân em rút ra được 3 nội dung chính là cho cuộc đời của em, là cái thứ nhất, tầm quan trọng của tấm bằng đại học. Và khi mà em biết được là qua anh chia sẻ, em có tấm bằng đại học thì em mới được làm nhân viên cho công ty của anh, đó là điều cơ bản nhất. Cái thứ hai là tầm quan trọng của tiếng Anh, bởi vì trong cái thời đại mà tiếng Anh lên ngôi, nó thành ngôn ngữ quốc tế, thì bắt buộc ai cũng phải học tiếng Anh, ít chi để nói chuyện với những người mà người nước ngoài người ta đến mình. Và cái thứ ba là lộ trình rõ ràng cho tương lai của em ngay chính từ bây giờ, bởi vì nếu như muộn quá thì không còn cái để quay lại nữa, nên bây giờ càng sớm càng tốt, có một lộ trình sớm để thành công sớm. Các bạn đoàn viên thanh niên huyện Nam Giang đang gặp một số vấn đề khó khăn. Thứ nhất đó chính là trong vấn đề là định hướng công việc, các bạn vẫn còn đang rất là bị động và bị gò bó bởi rất nhiều yếu tố khách quan và chủ quan về gia đình cũng như là hoàn cảnh điều kiện của từng cá nhân. Tuy nhiên thì mình tin tưởng rằng là thông qua cái buổi tọa đàm giao lưu ngày hôm nay thì chắc chắn các bạn trẻ sẽ được trang bị thêm những cái hành trang, những kiến thức rất là bổ ích mà đặc biệt quan trọng trong cái quá trình phát triển tương lai sự nghiệp của mỗi cá nhân sau này. Khởi nghiệp thời công nghệ 4.0 với các địa bàn vùng cao vẫn còn là khái niệm khá mới mẻ. Thế nhưng, phong trào lập thân, lập nghiệp của tuổi trẻ vùng cao đang có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Không ít thanh niên tại các địa phương miền núi Quảng Nam đã biết tìm tòi học hỏi kiến thức từ sách vở, Internet để xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế của gia đình, nghiêm túc bắt tay vào hành trình khởi nghiệp với nhiều dự án mới phù hợp với thị trường trong và ngoài tỉnh, góp phần vào sự phát triển quê hương.